Chào các bạn đã trở lại với video của 9 phút kinh doanh đột phá. Trong chuyên mục mỗi ngày một câu chuyện ý nghĩa, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm một bài học lớn về kinh doanh qua câu chuyện cậu bé nghèo bán áo cũ trở thành tỷ phú. Đừng quên xem đến cuối video này nhé. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tìm ra những ý tưởng tuyệt vời cho dự án kinh doanh sắp tới của mình đấy. Chuyện kể về một cậu bé gia đình nghèo khó. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu một chiếc áo cũ trong nhà rồi nói: "Cô đem bán cái áo này rồi mua cho mẹ ít thuốc và chút gì đó bỏ bụng nhé." Cậu bé trả lời: "Có kẻ gốc mới mua chiếc áo này." Nhưng thấy mẹ đang nằm bệt giường mà già thì chẳng còn gì ăn, cậu bé không nói gì thêm nữa. Gặp ánh mắt khích lệ của bố, cậu quyết mang áo đi bán, dù trong lòng biết chắc sẽ chẳng ai mua. Cậu bé đem chiếc áo đi giặt rất cẩn thận. Cậu dùng bàn chải để giặt áo, vì không có bàn là để là áo. Cậu để chiếc áo lên một miếng gỗ phẳng trong bóng râm phơi khô. Chiều buồn hôm đó, cậu bé đem chiếc áo đến một ga tàu đông người qua lại. May cho cậu là một người đàn ông trung niên trong lúc vội vã ra ga đã xui xẻo vấp ngã vào vũng nước đen kịch. Chiếc áo trắng mới tinh trở nên nhem nhuốc đầy bùn đất. Người đàn ông không đủ thời gian để lục tìm áo thay trong đống hành lý đã gói ghém kỹ càng, nên khi thấy cậu bé tội nghiệp đang rao bán áo thì mua luôn. Thay vội cái áo đang mặc trên người, người đàn ông nọ trả cho cậu bé 5 đô thay vì 2 đô la như giá cậu bé bán, vì biết cậu đang cần tiền mua thuốc cho mẹ. Ông ấy đem cho cậu bé chiếc áo bẩn của mình và nói cậu giặt đi, bán chắc cũng được giá cao hơn chiếc áo này. Cậu vội vàng cầm số tiền bán được, chạy một mạch ra hiệu thuốc, hiệu bánh và mua về cho mẹ. Cậu cũng kể với cha chuyện hôm nay gặp chuyện như vậy với nụ cười trên môi. Cha cậu bảo cậu giặt chiếc áo kia đi, mai đem bán chắc được giá hơn. Nhà hiện không còn tiền, bữa nay có ăn, mai vẫn chưa biết ăn gì. Bố không quên dặn dò cậu một câu: "Cô có thể bán chiếc áo này với giá 20 đô la không? Chiếc áo này đẹp gấp vạn lần áo hôm qua thì chắc cũng được giá." "Làm sao có thể được cơ chứ? Hôm qua chỉ là may mắn thôi." Cậu bé đã nghĩ thế nhưng không thốt lên thành tiếng. Cậu hiểu rằng bữa ăn của gia đình mình đang trông chờ vào cái áo này. Cuối cùng cậu bé đã nghĩ ra một cách. Anh họ cậu là một người rất đam mê hội họa, từ học vẽ rất đẹp. Cậu nhờ anh họ vẽ một con chim đại bàng và một chú chuột nhắt đáng yêu lên chiếc áo. Sau rồi cậu chọn một ngôi trường học nơi có nhiều thiếu gia con nhà giàu theo học ở đó. Cậu đứng ở cổng trường chào mời người mua. Vừa mới chào mời một lúc liền có một nhóm học sinh con nhà giàu lại xem. Cậu bé bảo 20 đô la, cậu thiếu gia nọ chốt mua. Thiếu gia khác bảo trả hơn 5 đô để được sở hữu. Tranh cãi một hồi, các thiếu gia quyết định là cái áo đó sẽ thuộc về ai trả được giá cao nhất. Cuối cùng, người mua được chiếc áo đó cho cậu bé nghèo với giá 50 đô la. Đây là số tiền khá lớn đối với gia đình cậu lúc bấy giờ. Cậu bé hứng khởi đem tiền về nhà cho cha, và cậu cũng muốn thử bán tiếp, cảm thấy mình làm được việc có ích cho gia đình. Cậu bé hỏi cha còn chiếc áo cũ nào nữa thì cậu mang đi bán tiếp. Cha cậu đưa cho cậu chiếc áo cũ trong góc tủ. Lúc này, cậu bé không hề do dự như trước nữa. Cậu đón nhận chiếc áo bằng cả hai tay mình và bắt đầu suy nghĩ. Hai tuần sau, cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến. Hôm đó, nữ diễn viên chính của bộ phim đang nổi tiếng được nhiều người mến mộ đến thăm khu phố nghèo của cậu bé. Có lẽ là để quay phần tiếp theo của bộ phim. Sau khi buổi họp với ký giả kết thúc, cậu bé mạnh dạn chen lên phía trước, chạy đến bên nữ diễn viên chính, đưa chiếc áo rồi xin cô ký lên trên đó. Cô diễn viên ngần người ra một lúc nhưng rồi vẫn vui vẻ tươi cười ký lên chiếc áo. Không ai có thể nỡ từ chối một cậu bé dễ thương với ánh mắt hồn nhiên trong sáng như vậy. Sau khi ký xong, cậu bé hỏi: "Cháu có thể bán chiếc áo này được không ạ?" "Đương nhiên là có thể được rồi. Đây là áo của cháu. Cháu có thể bán nó nếu cháu muốn. Đây là quyền tự do của cháu." Cậu bé liền đứng trên bục hô to: "Đây là chiếc áo do chính nữ diễn viên xinh đẹp ký tên. Nó giá là 200 đô la. Sau một lúc đấu giá, cuối cùng chiếc áo đã bán được với số tiền không tưởng, 1.200 đô la. Về đến nhà, cha cậu bé cảm động, ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu. "Con thật sự rất giỏi, con đã làm nên những điều kỳ diệu cho gia đình mình." Và sau 20 năm, cậu bé cày đào đã trở thành một tỷ phú giàu có với khối lượng tài sản khiến ai cũng phải trầm trồ. Michael Jordan không chỉ kiếm tiền nhờ sự nghiệp chơi bóng rổ huyền thoại của mình, mà anh đã rất thành công với việc đầu tư cho đội tuyển bóng rổ và hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng. Các bạn thấy đấy, cuộc sống không bao giờ có thể hoàn hảo và con người cũng vậy.
chẳng có ai nào hoàn hảo. Vậy nên, hãy chấp nhận rằng cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm. Mỗi giai đoạn cuộc sống sẽ khiến chúng ta cảm thấy trân trọng hơn việc được sống. Cuộc sống khó khăn nhưng không có nghĩa là cuộc sống toàn màu xám. Cuộc sống vẫn có thể có màu hồng tùy theo cách nhìn của mỗi người. Hôm nay bạn có thể nghĩ mình như một chiếc áo $1. Đó là vì bạn chưa nhận ra giá trị của chính mình mà thôi. Một chiếc áo cũ cũng có cách để làm tăng giá trị của nó. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta hoàn toàn có cách để làm tăng giá trị của bản thân mình. Miễn là chúng ta động não, mọi chuyện đều có cách. Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu bạn thích video này thì đừng quên like, share và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo sớm nhất từ 9 Phút Kinh Doanh Đột Phá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.